lại với Thảo Dung Toyota Tân Cảng và hôm nay mời quý vị cùng Dung đánh giá qua chi tiết chiếc xe Innova E 2020 và đây là form 2021 luôn nha quý vị. Xe biển số là được đăng ký kinh doanh là biển số vàng rồi nhưng đi mới chỉ có 6.900 cây thôi nha quý vị, chưa đến 7.000 cây và trang bị đầy đủ phụ kiện luôn, phụ kiện có giá trị cho nên là quý vị sở hữu lại mẫu xe này thì rất là tiết kiệm luôn. Thứ nhất là mình tiết kiệm về thuế nè, thứ hai giá cả cũng đang rất là tốt và sẽ lời được một số tiền cũng khá khá tiền phụ kiện nha quý vị. Đó, biển số thành phố Hồ Chí Minh nữa thì quý khách nào ở thành phố sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Đó, mình sẽ chuyển đổi lại biển trắng cho mình nhưng mà sẽ không có bị mất phí 20 triệu tiền biển số nha. Đó, quý vị đi một vòng quanh thân xe để mình xem nước sơn nè, độ lệch màu như thế nào nha. Xe này thì còn y thinh, đâu khác gì xe mới đâu. 2020 form này là được form 2021 luôn rồi. Cực kỳ tiết kiệm luôn ha. Đó. Một vòng quanh thân xe. Sau đó chúng ta sẽ vào chi tiết nha quý vị. Đó. Y thinh, các chi tiết đều còn không khác gì xe mới hết nha. Giá bên Dung đang chào bán là 677 triệu nha quý vị. 6.900 cây. Rồi bây giờ mình sẽ xem qua chi tiết ha. Đây. Cụm đèn. Đó, vẫn là thiết kế. Này là thiết kế của form 2021. Cái mặt ga lăng này nha quý vị. Form 2021 ga lăng nó khác nè. Đó. Tách ra phần đèn gầm phía dưới. Tạo cảm giác chiếc xe nó cứng cáp hơn ha. Đó. Mẫu thiết kế mới này được khách hàng khá là chuộng ha. Nhìn nó hiện đại hơn. Đó, phần đèn gầm cảm biến trước nè. Đây quý vị nhìn qua phần gầm phía trước luôn nha. Đó, mới tinh, không khác gì xe mới hết. Xe thì anh khách mua về là do dịch cho nên là không có chạy được, xe chỉ ẩu thôi, không có đi, chỉ lanh quanh, có 6.900 cây thôi quý vị nha. Đó, quý vị xem cái đường dập nổi nè. Đó, xe này thì sẽ không bàn nhiều về keo chỉ nha quý vị, bởi vì nó y thinh rồi, nó không khác gì xe mới hết nha. Chính hãng Toyota Tân Cảng đã kiểm tra và cam kết cho mình rồi nên không phải lo ha. Đó, gầm bệ phía trong là y thinh. Còn đây là phần vỏ nè, mâm. Đó, mâm mình 2021 thì mình được mâm phay hai màu quý vị, nhìn nó sẽ hiện đại hơn ha. Đó, những cái đường dập nổi quanh thân xe quý vị xem là y thinh như mới. Ốp gương nè. Đó, dán phim. Ốp tay nắm cửa, quý vị thấy nè, đó. Rồi, phần nội thất từ phía bên này, nhìn sơ qua một chút ha. Xe lên đồ chơi rất là nhiều nha quý vị. Quý vị mà mua cái xe này thì sẽ cực kỳ tiết kiệm luôn. Đây. Đó, tapi nè. Lên hẳn cái ốp gỗ này nhìn giống như là bảng G vậy quý vị. Tapi. Đây. Taplo, xin lỗi. Camera hành trình nó gắn nè. Đó, lên hẳn một cái màn giải trí đa phương tiện luôn nha quý vị. Đầu anh gọi là đầu Android á thì quý vị sẽ xem được video ở trên điện trên máy trên màn hình này luôn. Đó, rất là giá trị quý vị. Con số nè, quý vị mua xe này lời phụ kiện nhiều lắm luôn á. Còn đây phía trên thì bọc trần sạch sẽ ha, ghế thì đã được phủ ghế da hai màu, còn mới tinh nè. Nói chung là cái xe này không có gì phải bàn rồi bởi vì nó quá mới, không khác gì xe mới. Mấy dấu son này là còn hết nha quý vị. Chạy sàn sạch sẽ, xe về bên Dung chưa vệ sinh gì hết, chưa làm gì hết mà nó rất là tinh tươm ha. Đây, dán taplo, dán cửa nè, ốp nè quý vị. Đó, rất là nhiều chi tiết ở đây nè. Lên giả gỗ nó giống như là giống như bản G, phần nhựa này nhìn gạo cảm giác giống như bản G. Mấy cái keo, mấy cái chỉ này là còn y thinh hết nha quý vị. Xe chính hãng mà chiếc này thì nó như xe mới rồi nên không phải lo nhiều về keo chỉ gì hết. Cái giá cả với lại quý vị thấy cái màu xe rồi mình có ưng ý hay không thôi. Xe biển vàng nhưng mà đi mới có 6.900 cây thôi thì mới chạy rô đai chưa có xi nhê gì hết ha, như xe mới thôi, chỉ có tiết kiệm cho quý vị hơn thôi. Đó, phần trong ghế da hai màu nè, phần này để ngồi cho nó êm. Đó, nói chung là anh này đăng ký chạy dịch vụ nhưng mà anh cũng rất là chăm sóc cái trải nghiệm của khách hàng của ảnh ha. Đó, chăm chút cái xe rất là nhiều. Đây phần vỏ phía sau nè quý vị, không khác gì xe mới ha. Rồi cụm đèn thì bản 2021 này thì vẫn như là đèn của 2020 thôi, không khác gì.
phía sau. Biển số quý vị 41548 ha. Quý khách nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ chuyển sang biển trắng mà không bị mất phí chuyển phí biển số 20 triệu. Còn phía sau mình có camera lùi nè. Đó. Bản 2021 thì quý vị sẽ có 4 cái cảm biến nha. Đó, 2 cảm biến lùi và 2 cảm biến gốc. Ha. Đây cái vỏ sơ cua nè quý vị. Còn y thinh nè, đó. Quý vị xem cái gầm nè. À, sạch sẽ tinh tươm ha, không khác gì xe mới. Thì bên Dung sẽ vệ sinh rồi kiểm tra rồi làm lại hết. Cho nên là quý vị nhận xe thì không khác gì xe mới đâu. Và còn có cái nẹp chân kính đó này nha quý vị. Nhìn cái xe nó cứng cáp ha, sang hơn. Đây mình xem nội thất phía bên này. Đó, nó không khác gì xe mới hết nha quý vị. Chỉ có tiết kiệm hơn thôi, đầy đủ phụ kiện. Quý vị thêm cái khoang phía sau nè. Đó. Sạch sẽ tinh tươm. Xe này về thật sự nếu mà không cần maru chỉ cần dọn rửa lại thôi là có thể giao quý vị nhận xe được luôn á. Nhưng mà bên Dung vẫn kiểm tra đầy đủ. Rồi maru curry, sạch sẽ, tách ẩm, khử mùi, diệt khuẩn đủ hết rồi mới giao ha. Đó. Cửa nẻo. Xe được dán phim. Đó, em thấy lời khá là lời phụ kiện luôn quý vị. Còn đây là km nè. 6.900 cây. Đó, ở đây cũng có giả gỗ nè ha. Chìa khóa đầy đủ. Đó, hai chế độ lái. Rồi, đây cái màn hình giải trí này rất là có giá trị nha quý vị. Nếu quý vị lắp á cũng sơ sơ thôi là cũng phải tầm 10 triệu. Đó, hơn 10 triệu cũng có tùy loại nữa ha. Nói chung là khá là tốn kém cho chiếc xe này đó, nên quý vị bây giờ sở hữu là chỉ có lời hơn thôi. Ha. Xe này thì không có gì phải bàn nói nhiều về keo chỉ hay là động cơ nha quý vị. Rồi yên tâm. Rồi, xin phép nhắc lại. Innova E 2020 form 2021 màu bạc, biển số thành phố Hồ Chí Minh, chính hãng Toyota Tân Cảng, cam kết không đâm đụng, không ngập nước, xe còn bảo hành chính hãng trên toàn quốc, đi 6.900 cây, đầy đủ phụ kiện ha, phụ kiện đáng có giá trị luôn quý vị, đầy đủ hết, chỉ mua về là đi thôi. Biển số thành phố Hồ Chí Minh 677 triệu tại Toyota Tân Cảng. Quý vị nào đang tìm Innova E thì bên Dung đang có xe 2020, xe 2019 nữa. Màu bạc luôn, biển số tỉnh Bình Dương rất là đẹp. Quý vị nào đang tìm Innova nhớ gọi cho Dung. Và đặc biệt bên Dung đang cần mua rất là mạnh tất cả các dòng xe tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh với giá cao nhất thị trường, định giá xe cũ miễn phí. Cho nên quý vị nào có nhu cầu mua bán trao đổi xe thì gọi cho Dung theo số điện thoại 0888224668 để Dung hỗ trợ quý vị được nhanh chóng nhất nha. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin chào.